Trong bản iPadOS 16.2 thì Apple đã bật cái tính năng cho phép màn hình ngoài khi nối vào iPad á, nó sẽ hiển thị là một cái màn hình độc lập, là một cái màn hình ngoài. Trước đây thì khi anh em nối một cái màn hình ngoài vào cái iPad á, thì nó sẽ là hai cái màn hình với nội dung giống nhau, tức là cái tính năng gương, tính năng mirror. Như vậy, bây giờ anh em thấy rằng là mình đã có thể làm việc đa nhiệm tốt hơn trên cái hệ hai màn hình này. Hiện tại thì mình hay dùng một cái màn hình ngoài cho cái máy tính của mình. Tuy nhiên khi mà cài cái iPadOS 16.2 beta lên thì mình có thể xài được như vậy. Bên này thì mình đang mở ứng dụng Lightroom để mình chỉnh sửa hình. Mình sẽ chỉnh sửa hình với cái màn hình chính là iPad bởi vì nó sẽ chuẩn màu hơn. Và cái màn hình ngoài thì mình đang dùng để browser cũng như là những cái việc khác. Như vậy mình đã khai thác tốt hơn được cái phần cứng của iPad khi mà mình cùng lúc làm nhiều việc. Và anh em thấy rằng là mình làm việc ở trên cái màn hình 16 inch gắn ngoài này thì dĩ nhiên nó sẽ hiệu quả hơn là làm trên cái màn hình 12 inch chính này. Và nếu làm được cả hai như vậy thì nó tốt hơn rất là nhiều. Hôm qua nay mình xài thử thì mình thấy rằng là cái hiệu năng của nó rất là ổn định, không bị lắc, cũng không bị quá chậm. Do đó là nếu anh em dùng để gõ bài, anh em dùng để chat, email, liên lạc mọi người, hoặc là anh em chỉnh sửa Lightroom này nọ thì mình nghĩ rằng là nó sẽ kéo được. Khi anh em đang có một cái iPad M1 hoặc iPad M2 và anh em muốn làm việc được nhiều hơn, làm việc hiệu quả hơn thì anh em cài cái iPadOS 16.2, sau đó anh em kiếm một cái màn hình ngoài như vậy thì nó sẽ giúp anh em mở rộng cái không gian làm việc, giống như chúng ta có một cái diện tích bàn lớn hơn, chúng ta làm được nhiều việc hơn. Và nó còn giá trị hơn chút xíu nữa là bởi vì từ cái iPadOS 16 thì cái Step Manager nó đã cho chúng ta có thể sử dụng hiệu quả cái màn hình hơn ha. Bây giờ mình thấy cái browser này đang mở tinh tế thì mình thấy nó thôi rất gọn gàng, rất đẹp. Bên này những cái ứng dụng khác đang được để lên cái kệ, mình lôi ra cái này xong. Nhưng anh em cần phải có bàn phím và chuột rời nếu anh em muốn sử dụng cái màn hình ngoài cho cái iPad. Đó là yêu cầu khi chúng ta nối iPad vào. Nếu anh em không có sẵn những cái đó được kết nối vào trong cái iPad của anh em thì Apple nó sẽ không cho anh em bật tính năng đó lên. Anh em phải dùng một cái cổng USB-C duy nhất ở trên iPad nối cho cái màn hình ngoài rồi thì anh em làm sao để mà cung cấp điện cho nó ha? Anh em phải dùng một cái Magic Keyboard như mình đang xài như vậy thì nó có sẵn một cái cổng C ở trên cái keyboard này, và khi mình cắm điện cho nó thì nó sẽ sạc cho iPad và cổng C này sẽ lấy ra cho cái màn hình này. Bởi vì anh em biết rằng là cái iPad nó có một cái lượng pin nhất định thôi, và cái màn hình to này ăn pin của nó cho nó sẽ hao pin nhiều hơn nếu mà không cung cấp điện cho nó. Vậy là chúng ta phải cung cấp nguồn cho nó. Nói chung nó là một trong những cái biện pháp để anh em khai thác hiệu quả hơn cái iPad của anh em khi anh em đang có. Rồi, xin cảm ơn.